Mình chào cả nhà đang xem kênh YouTube Nông Cơ Đăng Hà nhé. Hôm nay em sẽ quay chi tiết một con máy cày Ishiku của ta LTL 4,5 nhé cả nhà. Em này là số cơ bên cơ trợ lực lại nhá. Em sẽ quay chi tiết và test máy cụ thể cho anh em mình luôn nha. Đây lục trưởng của em là chạy 88 nha cả nhà, lục mới luôn nha. Em là chạy 4 quả lục mới nhà sản xuất luôn nha. Lục DRC nhá. Của Việt Nam, một lục thương hiệu rất là nổi tiếng nha. Rất là cứng. Về phần máy móc số mã câu đuôi thì đang y nguyên nha, chỉ có em hỗ trợ dằm sớ lại bộ cái mâm nha cho nó sạch sẽ xíu thôi. Em sẽ quay chi tiết bên dưới cho cả nhà nhé, rất chi là sạch sẽ và em báo giá chi tiết luôn nha, rất là sạch này. Thì em sẽ tách máy nổ và cho cả nhà nhé. Về con này thì nhà sản xuất bên Nhật là đúng, đúng là Ishiki TL4-2 nha nhá. TL4-2 vẫn có nhá. Em mua rồi giao con 4-1 đây, con này đúng Ishiki TL4-2 nhá. 42 mã lực. Báo rò rỉ cả nhà nhé. Đây là Ishiki, đây là đồng TL45 này. Thì bên này là dạng mạc là TL45 thì đúng ra nó là TL42 nha nhá. 42 mã lực thôi nhá. Cầu đuôi là bên em bao rò rỉ như vậy nha nhá. Về giờ chạy của con này là rất rỉ, 1575 giờ nhá, rất là đẹp, được sơn nguyên dính nguyên bản nhá, chỉ có hỗ trợ đánh bạt và giòn sớ những điểm thôi nhá. Đèn trước đèn sau xi nhan đồ mọi thứ vẫn hoạt động bình thường nhá. Về em Ishiki này thì đuôi nó là đuôi trúng với này nhá, bằng giống như đuôi Ishiki TL1-3,2 rồi này nhá. Còn Ishiki TL4,5 là đuôi nhịn, đuôi lớn hơn nhá, sạc lồng hơn nhá, rất là đẹp, được sơn nguyên rinh nguyên bản nhá, em không sơn giòn nhá. Đây, được sơn nguyên zin rất là đẹp chứ, xanh rơn đúng rồi nhá. Đèn đuốc là sáng trưng rồi nha nhé, em xì nhan đèn đuốc hộp là đầy đủ hết nhé. Ai bóng đèn đây nhá, bỏ lực bắt lên đây là xong nha. Này bỏ. Em chưa bỏ bóng đèn vào nhá, đang bỏ bên ngoài này, bắt điền xong rồi mà chưa bỏ bóng nhá. Đây với phần câu đuôi của em rồi đây. Câu đuôi là không rò rỉ nha các bạn nha, rất là đẹp. Về dòng Ishiki TL này thì rất khỏe cho việc cày sới như nè. Con này máy rất là lực nha, động cơ Isuzu 4 máy nha. Rồi em mở cái nắp ra để em quay soi trong máy kỹ cho anh em xem nha. Này heo rất là trắng như này nha, heo bẹt kiếm trắng tinh luôn nha, đừng còn kẹp chi luôn nha. Máy Isuzu nha, 4 máy nha. Đây là TL42 này.
rất là sạch sẽ nhé, được sơn nguyên riêng nguyên bản nhé. Ôi, em tẹt máy cho luôn nhé, xi nhan. Rồi máy là đẹp phạt 1 đấy nha, bảo cho em được hỏi. Báo khỏi cả nhà luôn nha. Đây là em chỉ bỏ cái sợi em đẹp thử nha, sợi này sợi nhỏ nha. Con sợi nó sợi nó lớn như thế nhá. Con này tay phải sợi 1m6 1m7 nhá. Máy lên báo đồ hư cho cả nhà nhá. Ngày mai ai bắt sợi mình bắt nha, đây là mình bỏ cái sợi nó ra mình kẹp thì cái sợi ngắn nhá, sợi này còn 1m5 thôi. Một em ICP TL45 số cơ bên cơ tờ lực lại này, giao lưu với anh em giá cực kỳ rẻ nhá. Anh ngày mai thiền chỉ con này bên em bạn cho đâu không là 118 triệu ngày nay nhé, 118 triệu cho một em ICP TL45 nhá. Rồi, buồn vào lượt mới đẹp, máy móc số mã báo đồ hơi cho nha, cực kỳ sạch sẽ. Bên em bắt rẻ thì em bán giá rẻ nhá, giao lưu anh em là 118 triệu này. Ưu tiên cho những anh em đến cửa hàng xem máy nhá. Thì em thì thường xuyên chụp máy cho anh em thì khắp mọi nơi, vì anh em xa gần nhá. Đó, em giao lưu cho anh em TL45 nhá, nhưng mà con này là 42 mã lực nhá, số cơ bên cơ trợ lực lại này. Thôi, thời lượng khá dài rồi, động cơ đang hà, chúc toàn thể anh em có nhiều sức khỏe nhá. Hẹn anh em lại trong những clip tiếp theo nhá.